Hello anh em, lại là mình đang đến từ Ben Computer đây. Như những video đánh giá lần trước thì mình có nhận được một số phản hồi của các bạn, đó là tại sao mình chỉ review các mẫu laptop dành cho doanh nhân, dành cho các bạn học sinh mà mình không hướng đến một đối tượng khác với những nhu cầu tác vụ có thể nói là cao hơn. Chính vì vậy ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một mẫu laptop gaming. Và cụ thể hơn thì chiếc mẫu laptop này có tên gọi là HP Pavilion Gaming 15. Cùng mình đánh giá xem là với mức giá 19 triệu, chiếc máy này sẽ đem lại chúng ta một trải nghiệm chơi game như thế nào, cũng như là những ưu nhược điểm của chiếc máy ra sao. Hãy cùng đón xem cùng mình nhé. Đầu tiên thì điều mà chắc hẳn tất cả các anh em quan tâm về mẫu laptop gaming chắc chắn là phải về mặt hiệu năng. Chính vì vậy mình xin giới thiệu cho anh em về cấu hình chiếc máy này. Đó là nó được sở hữu con chip AMD Ryzen 5 4600H 6x12 luồng với xung nhịp tối đa lên đến 4GHz. Cùng với đó là các đồ họa GTX 1650 4GB và 8GB RAM DDR4. Theo mình thì với cấu hình này, chiếc máy hoàn toàn đáp ứng được cho anh em hầu hết tất cả các game. Tất nhiên là với những game có đồ họa rất cao thì chiếc máy chỉ chơi ở cấu hình gọi là medium, chứ không thể nào chơi được max setting cả. Nhưng anh em cũng nên nhớ chiếc máy này là một chiếc máy giá rẻ, vì vậy anh em không nên yêu cầu nó quá cao về mặt hiệu năng như vậy. Và sau đây thì mình sẽ show cho anh em về một số bài test game mà mình đã trải nghiệm để anh em có thể thấy được mức FPS cũng như là mức xung nhịp, nhiệt độ của CPU và GPU như sau nhé. Đầu tiên là bài test về tựa game FIFA Online 4. Ở đây thì cài đặt của mình là hai setting. FPS của game dao động tầm trên 60 FPS. Với nhiệt độ GPU thì nó khá mát, thì dao động tầm hơn 60 độ C, còn với CPU là 85 độ C. Tựa game này là tựa game không yêu cầu FPS quá cao, chính vì vậy với mức 60 FPS là người dùng và mình có thể trải nghiệm một cách vô cùng mượt mà và không gặp bất cứ vấn đề gì với tựa game này. Tiếp theo là chúng ta đi đến với tựa game GTA 5. Cũng với mức cài đặt setting là 2 setting thì lần này mức FPS của game dao động tầm trên 70 FPS. GPU thì vẫn ổn với khoảng độ 70 độ C, nhưng CPU thì bắt đầu hơi nóng khi có lúc nó đã lên đến tận 95 độ C. Cuối cùng thì là một tựa game rất quen thuộc với tất cả anh em, đó là tựa game CSGO. Mức cài đặt là 2 setting. Tựa game này cho trải nghiệm chơi khá là mượt khi FPS trung bình dao động tầm khoảng 105 FPS. CPU và GPU thì có nhiệt độ tốt hơn so với tựa game lúc nãy, đó là nó dao động khoảng 75 độ C. Cùng với đó là tần số quét 144Hz, thì mình có thể nói là tựa game này chơi trên chiếc máy này thực sự rất sướng. Ngoài ra thì chiếc máy cũng có một khả năng lưu trữ khá là đầy đủ khi mà nó được trang bị một SSD 128GB cũng như là một HDD 1TB, đủ để cho anh em có khả năng lưu trữ rất tốt cũng như là khả năng chạy vào Win rất là nhanh nữa. Có lẽ thì nói về hiệu năng như vậy cũng khá là đầy đủ rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với màn hình của chiếc máy. Màn hình của chiếc HP Pavilion Gaming này được sở hữu màn hình với kích thước 15,6 inch với phân giải Full HD và tỷ lệ 16:9. Nhưng một điểm đáng tiếc nhất của chiếc máy này mà chắc hẳn là nhiều anh em game thủ, đặc biệt là những anh em chơi game bắn súng sẽ quan tâm, đó là nó sở hữu một tần số quét lên đến 144Hz. Đây thực sự là một điểm khá là đáng tiếc với chiếc máy. Mặc dù là nó chỉ nằm trong phân khúc chiếc máy gaming giá rẻ, nó cũng đã được trang bị một tần số quét cao như vậy, chắc chắn là trải nghiệm chơi game của anh em sẽ vô cùng mượt mà đấy. Tuy nhiên nói gì thì nói, đây vẫn là một laptop thuộc phân khúc giá rẻ. Chính vì vậy mà tấm nền màn hình của chiếc máy này chỉ có độ bao phủ màu sRGB là 64% cũng như là 48% Adobe RGB. Đây là một tấm nền màn hình mà theo mình nghĩ nó ở một mức độ vừa phải, tức là nó đáp ứng được cho anh em việc chơi game. Tuy vậy màu sắc cũng như là độ tương phản không được thật sự là sâu cũng như là ấn tượng. Cùng với đó là độ sáng màn hình chỉ rơi vào khoảng 280 nits. Vì vậy khi ở những nơi có ánh sáng mạnh như ở ngoài trời nắng, anh em sẽ hơi khó sử dụng chiếc máy này đi nhá. Tiếp theo sẽ là về phần bàn phím. Bàn phím của chiếc HP Pavilion Gaming 15 năm nay đã có một sự cải tiến khá là rõ ràng so với thế hệ trước. Khi mà phím bấm ở thế hệ trước được nhận xét đó là bị cứng và có hành trình phím nông, thì năm nay cảm giác bấm trên chiếc HP này khá là thoải mái, với hành trình phím sâu hơn và phím bấm êm hơn. Máy thì cũng được trang bị LED cho bàn phím với tông màu chủ đạo là xanh lá, một tông màu đậm chất gaming với 3 mức độ sáng khác nhau, giúp anh em có thể chơi game và sử dụng máy ở những nơi có điều kiện ánh sáng thấp nhá. Tuy vậy, có một điểm mình khá là không thích ở bàn phím của chiếc máy này, đó là phím bấm lên xuống được thiết kế khá là bé,
cực kỳ khó thao tác, đặc biệt là nếu anh em là những người chơi game dạng như FIFA Online thì chắc chắn là anh em sẽ phải cần đến tay cầm đấy. Phần touchpad thì được thiết kế với khung hình chữ nhật khá là dẹt, và theo mình đánh giá là touchpad của chiếc máy này có kích thước không thực sự quá là rộng rãi. Trải nghiệm sử dụng thì nằm ở mức trung bình. Tuy nhiên, nếu bạn là một game thủ thì mình chắc chắn là bạn đã trang bị sẵn một con chuột gaming rồi phải không nào? Điểm cuối cùng mà mình đánh giá về chiếc máy này đó là thời lượng pin. Pin của chiếc máy sau những trải nghiệm sử dụng của mình sử dụng được 6 tiếng rưỡi cho đến 7 tiếng với những tác vụ thông thường, ví dụ như là lướt web, nghe nhạc, Word, Excel, PowerPoint. Tuy vậy, nếu dùng chiếc máy này chơi game mà bạn không sạc pin thì chiếc máy chỉ có thể trụ được khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng là cùng thôi. Nhưng mình khuyên mọi người là khi chơi game nên cắm thêm sạc, một là để đảm bảo tính ổn định cho chiếc máy và hai là để cho chiếc máy có thể phát huy được hết khả năng cấu hình mạnh mẽ của mình. Đó cũng là tất cả những gì mình muốn nói về chiếc HP Pavilion Gaming 15 này. Và mình sẽ tóm lại cho anh em về những ưu điểm của chiếc máy, đó là chiếc máy có mức giá vô cùng hợp lý, một cấu hình tốt, một thiết kế đẹp, tính cơ động cao, màn hình được trang bị tần số quét 144Hz, pin thì nằm ở mức khá, bàn phím đẹp, có LED và máy mát mẻ và tản nhiệt tốt. Còn lại thì một số điểm mình chưa thích lắm ở chiếc máy mình có thể nêu ra, đó là màn hình với độ sáng khá là thấp, cùng với đó là phím lên xuống khá là bé. Vừa rồi thì cũng là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc HP Pavilion Gaming 15 này. Theo mình thì chiếc máy này có thể đáp ứng được cho anh em những nhu cầu từ gaming cho đến thiết kế đồ họa đa phương tiện, cũng như là render video nặng. Và thực sự là với mức giá chưa đến 20 triệu hay cụ thể hơn là 19 triệu thôi, thì chiếc máy này thực sự là một món hời đối với những anh em quan tâm đến cấu hình đấy. Và nếu anh em có bất cứ thắc mắc gì về chiếc máy này, hãy comment ở dưới video để cho mình cùng biết. Cũng như là nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ben Computer. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip tiếp theo nhé.